Hello, xin chào tất cả các bạn. Cung vượt Badminton vừa mới về được một lô giày Mizuno Wayclaw 2 giá sale. Đây, mọi người có thể thấy tất cả chỉ có một màu này thôi. Màu xanh navy phối hợp với màu trắng. Những cái đường kẻ sọc này từ mũi giày cho đến gót chân, nhìn đôi giày này rất là mềm mại đúng không? Trên đôi giày Mizuno Wayclaw 2 này có rất là nhiều công nghệ, những công nghệ cao cấp nhất của Mizuno, công nghệ đế XG giúp cho mặt đế bám hơn. Mizuno Way, cái tấm ở giữa cái đôi giày này giúp phân tán lực khi mà tiếp xúc với mặt đất, rồi cái rãnh ở ở giữa đôi giày này giúp cho các bước di chuyển chuyển hướng được nhanh hơn, linh hoạt hơn và chắc chắc chắn ổn định hơn. Và đặc biệt nhất, ở trên đôi giày này có cái công nghệ Mizuno Way Energy, tức là cái công nghệ đế giữa. Nó giống như tấm đệm power cushion của Yonex ấy, nó cũng giúp hấp thụ sốc và gia tăng khả năng bật nhảy. Đó, đó là những cái công nghệ rất cao cấp ở trên đôi Mizuno Waycraw này. Và mình cũng đặc biệt rất là thích cái màu sắc của cái đôi này. Trông nó vừa sạch này, vừa sang và nhìn rất là thanh nhã. Đây. Đôi giày này cũng có cái lỗ thoáng khí intercool này, phối hợp với những cái lỗ thoáng khí ở phía trên mũ giày này thì nó sẽ làm cho đôi chân của các bạn đi thoáng hơn, nó không bị bí, không bị nóng đúng không? À, vừa nãy thì mình đã đi thử đôi giày Mizuno này rồi và cảm giác là êm này, ôm này, thật chân và đặc biệt rất rất là thật chân. Đây, ở bên mình thì vừa mới về có đủ size từ 40 cho đến 43 và giá thì rất là tốt. Trước đây đôi này giá khoảng gần 3 triệu nhưng mà bây giờ chỉ hơn 2 triệu 2 là đã có sở hữu đôi giày này rồi, đôi giày cao cấp nhất của Mizuno. Bản ở đây là bản nội địa xách tay. Bản nội địa xách tay thì cái tấm Mizuno Way này được làm màu xanh, còn bản được bán ở thị trường Việt Nam nhập qua nhà phân phối thì cái tấm này màu trắng cùng với đế của đôi giày. Đó. Đây, form của giày này là form wide, form giày wide thì dành cho những bạn chân bè hay là những bạn nào thích đi đôi giày một đôi giày có form thoải mái, rộng rãi thì cũng có thể lựa chọn form này đi rất là ổn. Ok. Rồi, hãy đến ngay shop Cung Việt Remington để sở hữu một đôi giày Mizuno Wayclaw 2 là cao cấp mà giá thì rất là ok, rất là đẹp. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Hẹn gặp lại mọi người trong video sau nha. Bye bye.